Thưa quý vị, sáng nay học sinh lớp 2 trường tiểu học Hòa Bắc và học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn trở lại trường học trực tiếp. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Từ 6 giờ sáng, các cán bộ giáo viên, giáo vụ nhà trường đã có mặt để tiến hành đón học sinh, đo thân nhiệt, nhắc các em rửa tay sát khuẩn, mang khẩu trang. Là năm học cuối cấp lại chuẩn bị cho nhiều kỳ thi quan trọng, trong đó có kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, nên gần 300 học sinh lớp 12 của trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn được ngành giáo dục thành phố xem xét cho đi học đầu tiên trong bậc học trung học phổ thông. Được gặp lại bạn bè, thầy cô sau một thời gian dài nghỉ học đã mang đến cho các em học sinh nhiều cảm xúc đặc biệt. Em khá là nhớ trường, nhớ lớp. Thành ra là khi được đi học lại thì em rất là vui. Em nghĩ là việc mà được đi học sớm như này thì sẽ giúp cho tụi em có thêm một khoảng thời gian được học chính khóa ở trên trường thì thầy cô sẽ giảng bài kỹ hơn. Tiết học đầu tiên của buổi học hôm nay được dành cho việc phổ biến đến học sinh các quy định phòng chống dịch trong nhà trường cũng như khái quát các hoạt động dạy học của năm học. Công tác phòng dịch được nhà trường chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như có kế hoạch đảm bảo an toàn cho hoạt động tại khu ký túc xá với gần 20 học sinh đến từ Quảng Nam. Thì nhà trường đã tuân thủ đúng những cái hướng dẫn về phòng chống dịch của Bộ Giáo dục Đào tạo và của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Tức là mình thực hiện theo 3 cái bước, tức là trước khi các em đến trường, trong khi các em ở tại trường và sau khi các em tan trường. Hiện nay là khu nội trú của mình là đón học sinh của Quảng Nam ra. Thì chiều hôm qua là Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cũng đã hỗ trợ nhà trường trong việc là test COVID cho các em đầy đủ. Thì mình có 16 học sinh ở nội trú. Trong sáng nay, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã đến kiểm tra công tác dạy học tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn trong ngày đầu trở lại trường. Trên cơ sở đánh giá rút kinh nghiệm từ việc dạy học trực tiếp ở một số trường trên địa bàn thành phố thời gian qua, Sở sẽ có quyết định về việc cho học sinh toàn thành phố đi học trở lại. Chúng tôi đã lập các cái tổ các đoàn kiểm tra để đi giám sát, đi đông đốc. Nếu có trường nào, đơn vị nào mà chuẩn bị chưa chu đáo thì sẽ khắc phục trước khi chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Thì hôm nay chúng tôi rất vui là một cái không khí, một cái năm học mới, nhưng mà khởi động từ ngày hôm nay một cách trực tiếp thì cũng tạo được một cái động lực, một cái tiền đề cho các em học tập tốt trong năm học này. Theo dự kiến, học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ đi học trực tiếp từ ngày 1 tháng 11. Học sinh các khối lớp còn lại sẽ đến trường từ ngày 8 tháng 11.